kính chào tất cả các em. Trong chủ đề mà tiết tập đọc tuần này chúng ta đã học đó là những người quả cảm. Thế thì để biết được những người quả cảm là những người như thế nào và từ ngữ nào để thể hiện tấm lòng dũng cảm của những người đó, thì tiết luyện từ và câu ngày hôm nay cô và các con cùng nhau học bài mở rộng vốn từ dũng cảm. Bây giờ cô và các con cùng nhau hãy tìm từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với dũng cảm. Các con hãy lấy vở và một tờ giấy ra. Các con hãy viết cho cô 5 từ trái nghĩa và 5 từ cùng nghĩa với dũng cảm trong thời gian 2 phút. Các con hãy làm cho cô nào. Các con đã làm bài xong chưa? À, bây giờ cô sẽ có đáp án như sau nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình cho cô. Từ cùng nghĩa với từ dũng cảm, ta có những từ như sau: can đảm, can trường, gan dạ, gan gốc, anh hùng, anh dũng và quả cảm. Còn từ trái nghĩa với từ dũng cảm đó là nhát gan, nhút nhát, hèn nhát, hèn hạ, hèn mạt, bạc nhược và nhu nhược. Đây là những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm và những từ trái nghĩa với từ dũng cảm. Bây giờ cô và các con cùng nhau tìm hiểu tiếp thế nào là một hành động dũng cảm. Con nhìn bức tranh thứ nhất. Đây vẽ bức tranh các chú bộ đội đã cứu một em bé ra khỏi trận lũ lụt. Và bức tranh thứ hai đó là bức tranh vẽ một cậu bé tên là Garrot. Và tiết này chúng ta sẽ học vào tiết tập đọc sắp tới. Hình ảnh cậu bé Garrot đã lao ra ngoài chiến lũy nhặt vỏ đạn cho các bộ đội chúng ta. Đây là một hành động rất là dũng cảm. Thế thì các con đã biết được từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với dũng cảm rồi đó. Thế thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tiếp xem từ dũng cảm này có thể ghép với từ nào để tạo thành một từ có nghĩa. Để biết được điều đó, cô và các con cùng nhau qua bài tập số 2 các con nhé. Trước khi qua bài tập số 2 thì cô sẽ hướng dẫn con lại thêm một cái nữa, đó là các con hãy cùng nhau tìm hiểu, đặt cho cô một câu với từ cùng nghĩa và với từ trái nghĩa với từ dũng cảm. Các con chọn từ nào cũng được. Các con hãy chú ý khi đặt câu con viết vào trong vở, vào trong giấy. Các con nhớ đầu câu con viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm và phải có đủ bộ phận chủ ngữ và vị ngữ các con nhé. Rồi các con hãy tự đặt câu đi nào. À bây giờ cô có đặt một câu, các con thử xem cô đặt câu nào nào. À cô có một câu mà cô lấy từ trái nghĩa với từ dũng cảm. Cô đặt câu, cô nói có ví dụ như sau: Hà vốn nhát gan nên không dám đi trong đêm tối. Từ trái nghĩa mà cô đã dùng để đặt câu đó là từ nhát gan. Khi cô đặt câu, các con thấy đầu câu cô có viết hoa và cuối câu cô có ghi dấu chấm. Các con hãy nhìn vào cái ví dụ của cô và các con hãy chỉnh sửa phần đặt câu của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa. Cô có những từ như sau, các con hãy chú ý lắng nghe và nhìn lên màn hình. Từ thứ nhất, tinh thần. Từ thứ hai, hành động. Từ thứ ba, xông lên. Từ thứ tư, người chiến sĩ. Từ thứ năm, nữ du kích. Từ thứ sáu, em bé liên lạc. Từ thứ bảy, nhận khuyết điểm. Từ thứ tám, cứu bạn. Từ thứ chín, chống lại cường quyền. Và từ cuối cùng, trước kẻ thù.
những dấu chấm ở phần trước và sau của những từ mà người ta cho là các con phải điền từ dũng cảm. Các con hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng ta đặt cái từ dũng cảm đó vào trước hoặc sau, các con hãy suy nghĩ kỹ nhé. Bây giờ cô cho các con làm bài trong thời gian 2 phút. Các con làm bài nào. Bây giờ cô có đáp án như sau. Các con nhìn vào đáp án trên màn hình của cô và đối chiếu phần bài làm của mình. Các con coi xem mình đúng được bao nhiêu câu nhé. À, tinh thần dũng cảm. Hành động dũng cảm. Trong từ hành động dũng cảm này, ta thêm từ dũng cảm đằng sau, nhưng chúng ta cũng có thể thêm từ dũng cảm ở đằng trước. Đó là dũng cảm hành động. Xông lên, dũng cảm xông lên. Người chiến sĩ, à người chiến sĩ dũng cảm. Nữ du kích dũng cảm. Em bé liên lạc, à em bé liên lạc dũng cảm. Rồi cô sửa tiếp nhé. Nhận khuyết điểm, à dũng cảm nhận khuyết điểm. Cứu bạn, dũng cảm cứu bạn. Chống lại cường quyền, à dũng cảm chống lại cường quyền. Trước kẻ thù, dũng cảm trước kẻ thù. Nói lên sự thật, dũng cảm nói lên sự thật. Đây là những từ mà chúng ta đã điền từ dũng cảm vào trước hoặc sau để tạo thành cụm từ có nghĩa. Các con xem bài của mình được đúng bao nhiêu câu nào. À, cô sẽ tin rằng các con sẽ làm rất là tốt. Tại vì vốn kiến thức của con, cô tin chắc rằng với vốn kiến thức các con sẵn có thì các con sẽ điền rất là chính xác. Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu xong phần điền từ dũng cảm vào trong cụm từ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ điền từ dũng cảm vào trong thành ngữ thì như thế nào? Thì đó cũng là yêu cầu của bài tập số 3. À, bây giờ bài tập số 3 như sau. Chọn từ thích hợp trong các từ sau đây điền vào chỗ trống. Từ thứ nhất, anh dũng. Từ thứ hai, dũng cảm. Từ thứ ba, dũng mãnh. Trong ba từ này, con thấy anh dũng, dũng cảm, dũng mãnh. Đó là những từ như thế nào so với từ dũng cảm nào? À, đó là những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm đó các con. Thế thì con hãy sử dụng ba từ này điền vào ba thành ngữ mà đã bị khuyết từ. Các con hãy điền cho cô nhé. Bây giờ cô có ba thành ngữ như sau. Thành ngữ thứ nhất, bên vực lẽ phải. Thành ngữ thứ hai, khí thế. Thành ngữ thứ ba, hy sinh. Ba thành ngữ này đã khuyết từ đằng trước và khuyết từ đằng sau. Các con hãy cùng nhau điền vào cho cô nhé trong thời gian 2 phút. Con làm xong chưa? Rồi bây giờ cô có đáp án, con đối chiếu vào phần bài làm của mình nhé. Thành ngữ thứ nhất, dũng cảm bênh vực lẽ phải. Thế thì dũng cảm bênh vực lẽ phải chúng ta đã thấy trong bài dễ mèn bênh vực kẻ yếu đó. Các con nhớ chưa? Từ thứ hai, khí thế dũng mãnh. Khí thế dũng mãnh này chúng ta thường thấy trong các trận chiến đấu của bộ đội ta đối với quân giặc. Người ta hay dùng từ khí thế dũng cảm hoặc là thành thử khí thế dũng cảm để ca ngợi tinh thần chiến đấu các chú bộ đội. Hy sinh anh dũng. Hy sinh anh dũng này, thành ngữ này thường người ta nói về các vị anh hùng nước ta, ví dụ như anh Kim Đào Na, rồi những vị anh hùng đã có công góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Các con đã biết chưa nào? Chúng ta hãy nên dùng những thành ngữ này để khi viết một đoạn văn hoặc một bài văn để nói về tinh thần chiến đấu các chú bộ đội. Các con nhé. Bây giờ các con đã điền từ rồi. Bây giờ cô sẽ nâng cao hơn một phần nữa là cô sẽ cho con các thành ngữ
Các con hãy suy nghĩ xem những thành ngữ đó, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm. Bây giờ cô sẽ có bài tập số 4. Các con chú ý quan sát. Qua bài tập số 4 các em nhé. Trong các thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm? 3 chìm 7 nổi, vào sinh ra tử, cày sâu cuốc bỗng, gan vàng dạ sắt, nhường cơm xẻ áo, và cuối cùng là chân lấm tay bùn. Các con hãy suy nghĩ xem trong 6 thành ngữ sau đây, thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm. Để giúp các con xác định được đúng thành ngữ nói về lòng dũng cảm, cô sẽ giải nghĩa từng thành ngữ cho các con nghe nhé. Chân lấm tay bùn có nghĩa là chỉ sự lao động vất vả ở nông thôn. 3 chìm 7 nổi có nghĩa là sống phiêu dạt, lao động, chịu nhiều khổ sở, vất vả. Vào sinh ra tử có nghĩa là trải qua nhiều trận mạc đầy nguy hiểm, kề bên cái chết. Cày sâu cuốc bỏng có nghĩa là làm ăn cần cù, chăm chỉ. Gan vàng dạ sắt có nghĩa là gan dạ, dũng cảm, không nao núng trước khó khăn, nguy hiểm. Và cuối cùng, nhường cơm xẻ áo chính là đùm bọc, giúp đỡ, nhường nhịn, san sẻ cho nhau trong khó khăn hoạn nạn. Cô đã giải nghĩa cho con ý nghĩa của từng thành ngữ. Bây giờ cô cho các con một phút. Các con hãy dùng thước và bút chì gạch dưới cho cô những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm các con nhé. Cô chờ các con nào. Các con đã làm bài xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau xác định xem thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm. Các con hãy đối chiếu vào phần bài làm của mình và phần đáp án của cô trên bàn, trên phiếu, trên bảng. Các con hãy dò xem có đúng không nào nhé. À, thành ngữ nói về lòng dũng cảm đó chính là vào sinh ra tử. Và thành ngữ thứ hai đó là gan vàng dạ sắt. Đây là 2 thành ngữ nói về lòng dũng cảm. Để khắc sâu hơn 2 thành ngữ này có nội dung ý nghĩa như gì thì cô sẽ nhắc lại cho các con nhớ nhé. Vào sinh ra tử có nghĩa là trải qua nhiều trận mạc đầy nguy hiểm, kề bên cái chết. Gan vàng dạ sắt có nghĩa là gan dạ, dũng cảm, không nao núng trước khó khăn, nguy hiểm. Các con thấy rằng chúng ta đang đấu tranh chống lại dịch bệnh Covid. Thế thì đội ngũ y bác sĩ của chúng ta đã có rất nhiều khó khăn gian khổ khi mà phải chữa bệnh cho những người mà từng mắc bệnh Covid. Thế thì trong 2 thành ngữ này để nói về y bác sĩ đã giúp cho người dân chúng ta để chống lại căn bệnh này thì ta dùng thành ngữ nào? Các con suy nghĩ xem. À, chúng ta phải dùng thành ngữ vào sinh ra tử các con nhé. Đây là nói về sự khó khăn của các y bác sĩ trong công cuộc chống lại bệnh Covid. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với con những vị anh hùng đã có góp công vào công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta mà các con đã biết rồi. Thì bây giờ cô sẽ cho các con xem một vài hình ảnh. Các con hãy chú ý lên màn hình các con nhé. Đây là hình ảnh của chị Võ Thị Sáu. Chị Võ Thị Sáu đã hy sinh anh dũng trước quân thù. Đây là một vị anh hùng mà các con đã biết rồi. Chị hy sinh lúc chị mới vừa 16 tuổi. Đây là người thiếu nữ mà các con đã từng biết và rất nhiều bài văn, bài thơ đã viết về chị Võ Thị Sáu. Và bức tranh thứ hai cũng nói về lòng dũng cảm của bộ đội nước Việt Nam chúng ta. Các con hãy chú ý nhìn lên bảng. Đây là hình ảnh khí thế dũng mãnh của quân và dân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Đây là hình ảnh mà thể hiện vào một ngày lịch sử nước Việt Nam chúng ta, cũng như là đồng bào của miền Nam chúng ta cần nhớ đến, đó là ngày 30 tháng 4.
đó là ngày mà quân đội xe tăng của nước Việt Nam chúng ta, của bộ đội ta đã tiến vào Dinh Độc Lập. Đây là hình ảnh mà các con sẽ thấy vào kênh truyền hình vào nhằm ngày 30 tháng 4 năm nay. Các con nhớ đón xem nhé. Và đây là hình ảnh của chú Dế Mèn. Dế Mèn đã dũng cảm bên vực lẽ phải, xóa bỏ áp bức bất công. Các con nhớ Dế Mèn đã xóa bỏ áp bức bất công bên vực lẽ phải cho ai, các con nhớ không? À, chúng ta biết rồi, đó là Dế Mèn đã dũng cảm bên vực lẽ phải, xóa bỏ áp bức bất công cho chị Nha Tròn. Các con thấy đây, cô Đạo và các con cùng nhau tìm hiểu các từ ngữ nói về lòng dũng cảm, cũng như những hình ảnh minh họa cho các con thấy đó là ý chí cuộc khởi đấu tranh của nhân dân Việt Nam chúng ta cũng như bộ đội chúng ta. Và nó là thực hiện rất là tốt trong công việc, trong việc các con phải dùng từ cho chính xác để viết một đoạn văn, một bài văn để ca ngợi các chú bộ đội. Để hiểu các con, để biết được các con có hiểu bài hay không, sau đây cô có bộ một câu hỏi. Các con hãy cố gắng hoàn thành bộ câu hỏi này cho cô. Cô có yêu cầu như thế này nhé. Các con làm bài cho cẩn thận nè, viết chữ cho rõ ràng, sạch đẹp. Và mọi thắc mắc gì, các con hãy gửi về cho giáo viên chủ nhiệm. Và cô mong rằng nhận rất nhiều cũng như đầy đủ các bài của các con gửi về cho cô. À, cô chúc các con một buổi học thật là vui và mong rằng các con sẽ nộp bài đầy đủ cho cô. Hẹn gặp lại các con vào tiết luyện từ tuần sau. Chào tạm biệt các con nhé.